Sumo mới bắt đầu quán mật tiếp đó các bạn. Con vật này có lẽ còn hơi lớn nên nó găm mình cầm trong nước các bạn thấy không? Nang mực đang ha sư phụ. Bộ mình thì trên dưới đã chục con rồi, mà còn 4 thì mới cho già bà con thôi. Thì đây là một con tiếp tục, mong rằng sẽ kéo lên kia thật là bự để cho chú 4 nớp nụ cười rất là vui. Hello, chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Minh Biển Bá Đốc. Lời nói đầu tiên cho mình xin phép các bạn thật là nhiều sức khỏe khi xem video của mình nha. Thì bây giờ thì 6 giờ tối mọi người ơi. Thì trong khi mọi người đã chuẩn bị công mật, các bạn sau lưng mình chú 4 cũng đã bắt đầu công mật. Còn đây thì sư phụ mình còn ở trước mũi thì trừng trướng nha các bạn. Thì có nhiều bạn thì cũng bình luận thì nói tại sao mình lại quay lại toàn là những video câu mực thôi. Thì thật sự mình xin lỗi các bạn nha. Thì trước hết đó chính là mình đi cái ngờ này các bạn ơi. Thì toàn là câu mực với câu cá thôi, chứ ngồi đây không còn gì nữa các bạn. Thì mình cũng muốn quay lại không khách những anh em trong ghe câu mực. Và mình muốn đăng lên để cho các bạn xem và thưởng thức cảm giác câu mực như thế nào và hồi hộp như thế nào khi mà quấn con mực gặp lên thuyền như thế nào. Nó rất là hồi hộp các bạn ơi, cho nên là mình chỉ quay được như thế thôi. Cũng mong mọi người xem video thật là thú vị nha. Còn bây giờ thì mình sẽ không có kéo dài thời gian thêm nữa, thì các bạn hãy đi theo mình để xem mọi người câu mực là như thế nào nữa nha các bạn. Mong rằng hôm nay sẽ thắng lợi câu được nhiều mực nha. Anh em xem chú 4 quán mực các bạn. Rồi xem thử xin mực to như thế nào nha các bạn. Rồi hôm nay biển rất là yên tĩnh mọi người ơi. Đó. Giật không 4? Giật không? Giật nha. Lỡ quá rồi, chú phụ rút ra giật ông cái chú phụ. Wow. Lên cho các bạn. Mực phụ gì vậy? Ô mực nang. Đây các bạn ơi, đây đó mực nang nha mọi người. Ôi sao có anh lấy xuống dữ không? Mực nang giờ phải ngâm bao nhiêu nước cho nó ra túi hết mới bỏ đem lên thuyền quá các bạn, không là xịt tay luôn á. Mực này thì cũng hơi nhỏ bốn. Mực cũng hơi nhỏ các bạn. Mực này mực nang mà nhân trong biển mình còn có tên gọi là mực cắp nha mọi người. Nó nhỏ là gọi là mực cắp. Đây các bạn. Trời vừa sẩm sẩm tối mọi người. Hả? À, cũng thấy mấy bạn cũng thấy hả? À. Đây sư phụ mình quấn như một cái máy đó các bạn thấy chưa? Chú 4 thì quấn được con mực nang các bạn. Thì giờ tiếp tục sư phụ mình đi quấn mực gì đây mà mình cũng chưa biết các bạn. À, các bạn xem nha. Muốn gần lên tới nơi rồi các bạn ơi. Đấy. Ô mực. Thì nó chỉ thêm một con thôi. Nó chỉ thêm con rồi các bạn thấy không? Đấy nó chỉ thêm con rồi đấy. Đó. Đấy. Nấu thì mọi người sắm nhau bạc đỡ bắt con mực lé lớn chạy theo mình không anh không? Chú 4 tiếp tục quấn mực nè các bạn ơi. Đây chú 4 thì tiếp tục quấn mực á. Mực bữa nay thì nó hơi nhỏ các bạn, chưa có mực lớn. Nhỏ 4 đấy các bạn, thì mực đè lên nè. Ồ mày mực lé đây. À đây 4. Ồ bữa nay mực lé nhỏ các bạn ơi. Đây chú phụ mình cũng con nhỏ xíu à.
tiếp cho các bạn. Con mực này có lẽ còn hơi lớn nên nó găm bên trong nước, các bạn thấy không? Nó lấy xuống mà cái bộ mình bón rất là chậm luôn các bạn. Không, à, không biết con mực này là mực gì nha mọi người. Cũng hơi có chút hồi hộp. Mong rằng con mực khá bự nha, để cho chơi phụ mình vui. Các bạn ơi, giờ phải lấy giọt xúc nha. Lé chứ bộ ơi. Nang. Mực nang nha chứ bộ. Wow, hải. Các bạn ơi, nang hai cái rừng câu luôn. Một rừng nhứ bên ké và một rừng tôm các bạn. Wow, hải luôn. Quá bự mọi người. Không, từ từ là tới nữa sư phụ mình đem bỏ lên thuyền thì sẽ qua đem xem nha, chứ giờ lên mà bỏ thì nó xì túi ra đen thui ghê các bạn. Tí chứ bộ. Bự quá mà con gần tí á. Mực nang thì anh nó hơi không ngon xíu các bạn, nó thịt nó cứng á. Nên mực nang này hơi rẻ tiền cho một khoảng 100 đến 120 ngàn một ký á các bạn. Sư phụ mình sẽ đưa con mực này vào cho anh em xem. Wow, không con chú bốn hồi nãy chú bốn còn kiếm một con mực nang như vậy các bạn, mà chú bốn rất là nhỏ nha. Đây con chú bốn đây. Wow, mình đợi cảm giác chú bốn quấn mực khá là lâu nha các bạn. Sư phụ mình thì trên dưới đã chục con rồi, mà còn bốn thì mới cho vài bà con thôi. Thì đây là một con tiếp tục, mong rằng sẽ kéo lên ghi thật là bự để cho chú bốn nớp nụ cười rất là vui nha. Đó, mực lé. À, mười con mực nang cũng bằng con mực lé à. Đó, đó, bốc cao cao các bạn ơi. Vào xuống bốn. Wow, chú bốn thì được 1, 2 coi nữa 3 con các bạn. Sư phụ xuống câu nữa các bạn. Sư phụ mình thì nói thiệt chứ sư phụ mình câu thì tới 1-2 giờ sáng mới ngủ được các bạn ơi. Wow, thâu bỏ giúp nữa cho chú bốn luôn. Sao đâu? Xoáy nè bốn. À, tiếp tục các bạn ơi, sư phụ mình lên hàng nữa nha. Đêm nay là một đêm bộ thu của sư phụ các bạn ơi. Tiếp tục lên hàng nữa. Bữa nay cũng như là câu trúng ổ các bạn ơi. Chờ nha.
thì ta đi xuống nước trong này chứ là chứ hả? À, các bạn tiếp tục phải không? À, cái đó. À. Phụ mình đúng ổ đậm rồi các bạn ơi. Rớt nè. Sư phụ mình đã gạch xuống ghế không? Nó rất là gạch xuống cái ghế không? Và nay sư phụ mình thớ hiện rõ ràng luôn các bạn ơi. Quá lấy xuống. Con này rất lớn, con này rất lớn các bạn ơi, nên lấy xuống hơn nhiều. Con này tầm hơn cả ký rồi các bạn ơi. Lên rồi đấy, thấy rồi đấy. Nang lé sư phụ. Sư phụ giờ sốc giờ lên từ chút luôn. Wow, một nang các bạn ơi. Tiếp tục một con mực nang to nữa. Hại không các bạn? Mực lớn sư phụ. Coi lớn không? Các bạn ơi. Tao sư phụ. Nhỏ hả? Thì cũng tầm 1 giờ khuya các bạn ơi. Thì cũng lắp tiếp mấy bạn nha. Mình cũng câu cũng có ít được ít con mực mà do tự mình quay mình không được mọi người ơi. Nên mình chỉ quay được những anh em trong ghe câu thôi. Còn bây giờ thì mình chúc anh em ngủ ngon nha. Và hẹn gặp lại anh em video lần sau nha. Còn bây giờ thì bye bye.